Ba vua không ai của Hồng Kông, hướng hoa cường khiến Thành Long quỳ gối, Nhậm Đạt Hoa ai cũng phải nể. Làng giải trí Hồng Kông từng bị coi là một trong những nơi phức tạp vì sự can thiệp của thế lực ngầm. Hầu hết các ngôi sao xứ cảng đều phải chịu sự ảnh hưởng rất lớn, bị ép đóng phim hay quỵt các xê là chuyện bình thường. Thế nhưng, vẫn có ba ngôi sao được gọi là vua không ai vì chẳng ai dám làm phật lòng. Nhậm Đạt Hoa. Nhậm Đạt Hoa là nam diễn viên thực lực có tiếng của Hồng Kông. Ông từng làm người mẫu trước khi ký hợp đồng với TVB để theo nghiệp diễn, rồi trở thành tài tử điện ảnh với loạt phim hành động võ thuật hot như Sát Phá Lang, Người Trong Giang Hồ hay Diệp Vấn. Ngoài tài năng và nhân cách tốt, Nhậm Đạt Hoa còn là truyền kỳ của làng giải trí vì địa vị uy quyền. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống làm cảnh sát, anh trai từng là phó ủy viên cảnh sát Hồng Kông. Với xuất thân khủng đó, chẳng thế lực ngầm nào dám đụng đến Nhậm Đạt Hoa, còn bản thân ông thì luôn dựa vào quyền uy của mình để giúp đỡ những đồng nghiệp gặp nạn. Nhậm Đạt Hoa từng giúp đạo diễn Đỗ Kỳ Phong hòa giải với Hướng Hoa Cường, chủ động ra mặt để giải cứu Lưu Đức Hoa khi đồng nghiệp rơi vào tay thế lực ngầm ở đại lục. Bởi thế mà nghệ sĩ Hồng Kông truyền tai nhau câu nói, nếu không muốn bị quấy rầy thì tốt nhất là nên dựa vào Nhậm Đạt Hoa, vậy mới được an toàn và yên ổn. Trần Huệ Mẫn. Với fan của dòng phim võ thuật hành động Hồng Kông, Trần Huệ Mẫn là cái tên không quá xa lạ, bởi tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Long Thiếu Gia, Thám Trưởng Lôi Lạc, Tế Công. Bản thân ông cũng từng là võ sĩ quyền Anh lừng danh của châu Á. Ngoài tài võ thuật có thể hạ đối thủ chỉ trong 35 giây, Trần Huệ Mẫn còn có mối quan hệ mật thiết với hai thế giới hắc bạch, bởi ông từng làm anh lớn trong một tổ chức khuấy đảo Hồng Kông, cũng từng gia nhập lực lượng cảnh sát Hồng Kông trước khi trở thành diễn viên. Với quyền uy ở chính giới lẫn xã hội ngầm, không quá bất ngờ khi Trần Huệ Mẫn được truyền thông gọi là vua không ai của làng giải trí Hồng Kông, và ông cũng là người duy nhất có thể bình phẩm võ thuật của dàn siêu sao võ thuật như Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan mà chẳng ai dám phản bác nửa lời. Hướng Hoa Cường. Nhắc đến Hướng Hoa Cường, đa phần mọi người đều nghĩ ngay đến danh hiệu ông vua không ai của Hồng Kông. Thật ra, Hướng Hoa Cường cũng là diễn viên có tiếng của dòng phim hành động của xứ cảng với loạt tác phẩm đáng chú ý như Đổ Thần, Phản Phi Tổ Phong Vân. Khi còn trẻ, Hướng Hoa Cường và em trai Hướng Hoa Thắng từng là thành viên chủ chốt của Tân Nghĩa An, một thế lực khét tiếng Hồng Kông. Sau này, cả hai lấn sân sang mảng phim ảnh và thành lập công ty giải trí Vĩnh Thịnh. Dựa vào quyền uy của bang phái, công ty này lên như diều gặp gió, gần như một tay che trời khuấy đảo làng phim xứ cảng, chẳng ngôi sao nào dám từ chối kịch bản. Truyền kỳ về Hướng Hoa Cường và bà xã Trần Lam thì nhiều vô cùng, bao gồm việc họ từng khiến Thành Long quỳ gối vì đến trễ, tác động vật lý với Quan Chi Lâm, hay dàn minh tinh như Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt đều phải đóng phim do cặp đôi này sản xuất để lăng xê con trai Hướng Tá. Đây là ba ông vua không ai khét tiếng Hồng Kông, họ là truyền kỳ của làng giải trí và nhận được sự kính nể của dàn minh tinh đình đám. Đồng thời, họ cũng đã góp phần xây dựng vinh quang cho dòng phim võ thuật hành động.